Hiệp thi đấu đầu tiên đến với đầu. Cao thủ Kim Baby là những người giao bóng trước với trung phục màu đen. Ngày hôm nay trong đội hình của công nhà 199, Hoàng Belis sẽ cắt sát cánh cùng với Phúc Khanh. Xuân Thành, đây là pha kết hợp cùng với Quý Thông. Belis coi không vào, đó là Hoàng Belis. Hai cú sút liên tiếp dành cho chàng ngòi bút này, rất tiếc đã không qua được vùng Xuân Thành. Tỷ số đã được mở rồi, hình như đó là pha ghi bàn. Thanh Phong đã giúp cho công nhà 1999 có được bàn thắng. Như vậy là không phải là Thanh Phong mà chính là Philip, bàn thắng đầu tiên trong áo mới. Trung vệ đang lên đường cao. Vừa là pha xử lý của Quốc Phan, pha góc dành cho cầu thủ trắng. Chuyền dài đến đâu, đó là trọng tạo. Tiền đạo mà chú chỉ dính vừa băng vào cắt mặt với pha đá đầu rồi. Hệ thống người bên phía đội bóng áo đen cũng đã rút về rất nhanh. Đến đâu, 2-0 rồi. Số 11 đó chính là Minh Khôi. Minh Khôi hậu vệ cánh phải giúp cho công nhà 1999 có được bàn thắng thứ hai ngày nay. Khang, Phúc Khanh, Duy Ngọc, khó công, có vào không? 3-0 rồi, niềm vui đã đến với Duy Ngọc. Vừa rồi là pha là bàn thứ 8 của Duy Ngọc trong áo của đón công nhà. Duy Ngọc chia vui cùng đồng đội với việc ghi được bàn thắng thứ ba ngày nay. Chỉ mất vào vài phút khi xuất hiện trên sân thì đạo máy số 7 đã ghi bàn. Phúc Khanh đang là cây sao vàng số 2 bên phía công nhà 1999 với hai bàn thắng có được. Duy Ngọc, vẫn là pha áp người tốt. Duy Ngọc 2-0, hai bàn thắng rồi. Bàn thắng thứ 4 đến với đội bóng công nhà. Chuyền dài không gai. Vừa rồi pha xử lý chính xác của Văn Thạc. Nhà bóng hay Quốc Phan, Quốc Phan và bóng bóng rất hay. Điểm sáng tuyệt vời dành cho thủ môn đang thi đấu cho đội bóng Kim Baby. Đó là Minh Huy có tỷ số 4-0 nghiêng về các thủ áo trắng xanh. Duy Ngọc lập cú đúp, hai bàn còn lại được ghi còn bởi Hoàng Belis và Minh Khôi. Pha mở cánh dành cho Belis, có lẽ cú sút chân đúng là như vậy. Chưa có cầu nào, tỷ số đã được nâng lên 5-0 rồi. Lần này là pha làm bàn đến từ Văn Thọ. Một pha bóng của thủ môn Văn Thọ đã bay vào lưới. Cú pha bóng rất chuẩn xác của Văn Thọ đã mang về bàn thắng cho người cá đền bên phía đội bóng công nhà. Đây là pha tấn công nhanh cho đội bóng áo đen và bất ngờ tốt đến từ Thanh Phong. Đó là pha cân ngang. Hãy xem tình huống này, cô đá đi nửa này. Duy Ngọc đến đâu, không có bàn thắng dành cho Phúc Thành. Cục dọc bên phải Duy Ngọc, đây là Hoàng Belis vào rồi. 6-0, cú đúp bình dành cho Hoàng Belis đã khép lại một trận thi đấu thân mừng dành cho công nhà. Belis làm cú đúp, Duy Ngọc cú đúp, phá nghiệp trận tạo như bằng. Và là bàn thứ 7 rồi, rất dễ dàng. Những bàn thắng cứ đến liên tiếp. Ngày đầu 2 thì trọng tạo đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn.
Trung thành. Vẫn chưa cơ hội. Nhưng mà lại trong hai này thì thủ môn Minh Cương vào sân để thay cho Văn Thọ. Bên phần sân của đội bóng Công Nhân, Duy Ngọc. Duy Ngọc đã là người đã lập cú đúp cho 11. Rất thuận. Còn chống đây rồi. Rất tuyệt vời. Chủ 97 là người bằng. Đó chính là Đoàn Trung. Bàn thắng thứ 8 đã đến. Bóng nhanh đến từ cầu thủ đen. Hãy cho xem pha bóng này đã. Còn chống đây rồi. Có bàn thắng hay không? Không vào. Một chọc rồi. Quá đen đuổi. Quá đen cho cầu thủ Kim Bibi. Có lẽ đây là bàn thắng đây. Bàn thắng đến đây. Đúng là như vậy. Bàn thắng đầu tiên dành cho Kim Bibi. Những nỗ lực cuối cùng cũng đã mang lại hiệu quả. Của bàn thắng đầu tiên hôm nay. Trọng Tạo có bàn thắng hay không? Vào rồi. Cú đúp dành cho Trọng Tạo vào bàn thắng thứ 9. 9-1. Nói Felix đồ to đâu. Và tỷ bóng rất hay. Đoàn Trung. Đoàn Trung còn trống có bàn thắng hay không? 10 bàn. Nhưng mà lại vẫn chưa có bàn thắng. Sau trận đấu tuyệt ngoài, Duy Ngọc đã trở lại với khả năng ghi bàn để nâng tổng số của mình lên con số 9. Duy Ngọc. Và đá bóng kịp thời của thủ môn bên phía đội bóng BB Game. Văn Thọ rất mạnh mẽ. Còn Belit. Tôi dành cho Belit. Cơ vào. Chuẩn xác. Đoàn Trung. Duy Ngọc. Pha bàn lên của Văn Thọ. Belit. Những tình huống kết nối rất nhịp nhàng. Đây là hộp Belit. Trọng Tạo không vào. Rồi. Đã là tình huống trở về dành cho Văn Thọ. Rất thoáng. Chúng ta chờ đợi xem tình huống này. Có vào không? Vào rồi. 10 bàn thắng. Một cầu thủ khác vừa ghi tên mình vào danh sách ghi bàn. Đó chính là Đoàn Trung. Cú đá ngay, vào rồi, quá đẹp. Bàn thắng thứ hai dành cho BB Game. Tổng số bàn thắng là 12. Belip. Phải di chuyển lên phía sân đến từ Văn Thọ. Không vào. Những nỗ lực cuối cùng dành cho các thủ đen BB Game. Bàn thắng thứ 3 rồi. Bảo bàn thắng dành cho BB Game. Cách biệt đã được thu hẹp xuống còn 7 bàn. Và là bàn tiếp theo đã đến với đội bóng này. Phúc Khanh. Cô để cho Phúc Khanh ghi bàn ngày nay. Rất tuyệt vời. 11 bàn thắng rồi. 11-3 là kết quả cuối cùng này dành cho Công Nhà 1909. Một trận thắng tưng bừng. Cả ba cầu thủ đã lập một cú đúp ngày nay. Duy Ngọc, Trọng Tạo và Felix là những người đã có được hai bàn, góp công vào thắng lợi chung cuộc đậm đà ngày nay. Nhưng mà lại sau thất bại trước Bình Hồ thì Công Nhà đã có được thắng lợi trở lại.